Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong phần thứ hai của tuần triệt. Hôm nay tôi sẽ giải đáp cho các bạn các cái câu hỏi mà các bạn đã đề cập, ví dụ như là bộ thiên tướng tuần triệt, rồi tuần triệt chạm đầu, rồi các vấn đề liên quan đến tuần triệt. Chúng ta sẽ ở phần này. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đi đến với các kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu nổi tiếng. Thì ở phần 2, phần tiếp theo tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn kinh nghiệm đến từ nhà nghiên cứu Đặng Xuân Xuyến. Thì sẽ là như sau. Đầu tiên ấy, thì với nhà nghiên cứu này thì tác giả cho rằng là chính tinh hoặc hung tinh đắc địa thì tối kỵ gặp tuần triệt, bởi vì tuần triệt làm cho các tinh đầu bị giảm hết ý nghĩa tốt đẹp, hoặc đôi khi trở thành hãm địa, có nghĩa là tốt nhưng mà nó bị giảm tốt đi đấy, được chưa? Tuy nhiên trong một số trường hợp lại rất cần có tuần triệt án ngữ, ví dụ như là cung vô chính diệm hoặc là chính diệm tọa thủ lạc hãm. Giả sử như trường hợp liêm tham hãm địa tại tị hợi thì nếu gặp tuần triệt án ngữ lại trở nên thành cách rất là tốt. Trường hợp này còn gọi là phản bi kỳ cách, hay như là bộ âm dương lạc hãm thì rất cần tuần triệt để trở thành sáng sủa, thông minh, học giỏi. Nếu mà trường hợp này thêm hóa kỵ đồng cung thì hoàn mỹ hơn nữa. Thì đây là một số những cái cách liên quan đến phần tuần triệt. Và các bạn nhớ là chính tinh hãm địa rất cần tuần triệt nhá. Hoặc là trong cái cung đó gặp rất nhiều sát tinh hội chiếu về thì cần tuần triệt án ngữ thì sẽ trở thành yên ổn hơn rất là nhiều. Trường hợp thứ hai là chính tinh sáng sủa hợp mệnh thì không nên gặp tuần triệt, vì như thế sẽ đưa đến phá cách rất là nặng. Ví dụ như là cung sinh cho sao, sao sinh cho mệnh mà gặp tuần triệt thì càng xấu, vì khi đó sao sinh cho mệnh khiến mệnh tốt lên hẳn mà lại bị tuần triệt phá hỏng. Những trường hợp như thế này nếu mệnh không hợp với sao thì gặp tuần triệt cũng đỡ xấu hơn cả trường hợp hợp trên. Có nghĩa là giả sử như thế này. Cung sinh cho sao là cung thủy, cung hành thủy, sinh cho sao là sao thủy thì sinh mộc, đúng không? Sinh cho sao hành mộc. Sau đó mộc thì sinh cho mệnh là mệnh hỏa, nhưng mà lại gặp tuần triệt, như thế thì xấu. Như thế thì xấu các bạn nhá. Đó. Chính tinh mà lạc hãm khắc mệnh thì lại cần được tuần triệt án ngữ. Trường hợp này thì lại hay hơn cái phần chính tinh lạc hãm hợp mệnh. Có nghĩa là cứ khắc đấy. Nói chung là cứ khắc mà gặp tuần triệt thì hay, nhất là lạc hãm. Nhá. Nói chung là nếu càng xấu ở vị trí bị hãm và tương quan ngũ hành bị khắc mà gặp tuần triệt thì càng tốt hơn. Hễ càng tốt ở vị trí và tương quan ngũ hành mà gặp tuần triệt thì lại xấu. Có nghĩa là tuần triệt nó làm đảo ngược cái tính chất. Lạc hãm và bị khắc gặp tuần triệt thì tốt lên. Còn nếu mà tương quan với ngũ hành, có nghĩa là tương sinh mà gặp tuần triệt thì xấu đi. Đấy là cái tính chất của ông tuần triệt này. Với nhà nghiên cứu Đặng Xuân Xuyến, người ta đã để lại kinh nghiệm như vậy. Tiếp theo, nhà nghiên cứu này để dặn chúng ta một vấn đề là thiên tướng tướng quân tối kỵ gặp tuần triệt, cho dù là đắc địa hay hãm địa. Nó có những trường hợp ngoại lệ. Hai sao này tối kỵ gặp tuần triệt, và nhất là gặp triệt, mà triệt chặn đầu thì lại càng xấu. Đây, thiên phủ kỵ gặp tuần hơn là gặp triệt, vì tuần ví như kho trống không, trong khi gặp triệt chỉ bị hao hụt. Thiên khôi kỵ gặp triệt hơn gặp tuần, nhưng cần phối hợp với các yếu tố khác khi luận đoán sự tốt xấu của cung đó. Thiên khôi mà gặp triệt thì cũng tính ra như là như cái cách mà đầu bị có vấn đề. Chính tinh là thiên cơ nhá, đi cùng thiên khôi nhá, mà gặp triệt thì cũng có thể là vấn đề là thần kinh, sẽ có hơi có vấn đề, nhất là đi cùng ông linh hỏa nữa. Bộ cự nhật ở dần gặp tuần triệt thì không sợ, vì bản thân thái dương miếu vượng ít ngại tuần triệt, trong khi đó cự môn vượng lại rất cần gặp tuần triệt để cho cự môn được ánh sáng của thái dương chiếu vào mà tỏa sáng. Tuần triệt như sấm sét làm đá vỡ ra. Đó, đây là một kinh nghiệm rất là quý báu. Bộ thái dương thiên lương gặp tuần triệt cũng không đáng ngại lắm. Tuy nhiên gặp tuần triệt thì phải cần có tả hữu xương khúc phù trì thì mới qua được sự ngăn cản phá hoại của tuần triệt. Đó, các bạn phải chú ý. Bộ ân quang thiên quý đồng cung tại Sửu Mùi chiếu về mệnh hoặc thủ mệnh thì tuần triệt không còn tác dụng nữa, chỉ là sự cản trở nho nhỏ, không đáng kể. Vậy thì với nhà nghiên cứu này, ân quang thiên quý là bộ có thể hóa giải được cái xấu của tuần triệt. Tuần triệt đóng ở bất cứ đâu trên bản mệnh là hành kim thì không đáng ngại. Có nghĩa là tuần triệt mà gặp mệnh kim thì không đáng ngại. Hỏa thì đỡ hơn nếu triệt lâm hỏa địa. Ví dụ
mệnh gặp thiên tướng, gặp tuần triệt án ngữ rất xấu xa mờ ám, chủ tai nạn hình thương. Nhưng nếu bản mệnh thuộc kim thì không đáng ngại do những nguy hiểm do tuần triệt gây ra. Thì đây là cái kinh nghiệm. Tuần triệt giải họa không kiếp hãm, rất mạnh. Họa tuy có xảy ra nhưng qua được, đúng không? Bảo tuần triệt không kiếp, lâm triệt tuần chẳng khiếp tai nguy đây, đúng không? Triệt tại bản cung thì không sợ tai họa do không kiếp chiếu về. Tuần cũng có tác dụng như vậy nhưng mà yếu hơn. Mệnh thân có không kiếp thủ chiếu mà gặp triệt tuần thì cũng không sợ tai nguy. Thế cho nên cái cách mà những người mệnh không thân kiếp lại gặp luôn mệnh triệt thân tuần thì hai cái đấy nó triệt tiêu nhau. Hay ở chỗ là nó như vậy, mệnh không thân kiếp lại gặp luôn mệnh triệt thân tuần thì nó triệt tiêu nhau. Lúc đó thì chúng ta sẽ tính về trường hợp mệnh triệt thân tuần, chứ chúng ta không tính về trường hợp mệnh không thân kiếp nha. Mệnh tuần hay triệt khi đến đại hạn gặp tuần hay triệt sẽ tháo gỡ ảnh hưởng của tuần và triệt. Tuần triệt đồng cung tại đại tiểu hạn hoặc gặp lưu tuần lưu triệt thì ảnh hưởng của tuần triệt đồng cung sẽ giảm đi. Cái cách này thì tùy từng cách luận hạn của mỗi người. Theo thiển ý của tôi thì tôi gần như tôi không bao giờ lưu tuần triệt cả. Còn có một số các nhà nghiên cứu khi người ta luận hạn người ta vẫn lưu tuần triệt, thì đây là kinh nghiệm của họ. Có nghĩa là khi tuần triệt đến cung đại tiểu hạn mà ở chỗ đó người ta lưu tuần lưu triệt vào thì ảnh hưởng giảm đi, có nghĩa là nó tháo gỡ nhau, nó tháo ra, triệt gặp tuần tháo ra, tuần gặp triệt tháo ra đó. Đấy, triệt tại tiểu hạn lưu triệt thì ảnh hưởng của triệt tăng lên, tuần tại tiểu hạn lưu tuần thì ảnh hưởng của tuần lại giảm đi. Đấy nhá, triệt thì tăng, tuần lại giảm. Thì đây là cái mà theo cái kinh nghiệm của nhà nghiên cứu Đặng Xuân Xuyên, thì đây cũng là một kinh nghiệm rất quý báu, rất rất quý báu. Thì các bạn nên học tập và các bạn nên nghiệm đi xem. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với kinh nghiệm từ nhà nghiên cứu Trần Nhật Thành. Cái nhà nghiên cứu Trần Nhật Thành này cũng là một nhà nghiên cứu rất giỏi và đã có cống hiến rất nhiều cho tử vi nước nhà. Chúng ta xem là nhà nghiên cứu Trần Nhật Thành có những vấn đề gì để lại ở trong cái bộ sao tuần triệt này. Đầu tiên, ông nhận định là căn tính của tuần triệt, tuần triệt có phải là tinh đậu hay không. Nếu tuần triệt là tinh đậu thì đương nhiên tuần triệt sẽ có khả năng chiếu như các tinh đậu khác. Còn nếu tuần triệt không phải là tinh đậu thì tuần triệt không có khả năng chiếu. Vậy thì các bạn thấy, cụ Thiên Lương nói rằng tuần triệt không chiếu. Vậy thì theo như cụ Thiên Lương thì có thể như tuần triệt không phải là tinh đậu. Còn theo như một số những nhà nghiên cứu khác, tuần triệt vẫn xung chiếu, chiếu được, thì tuần triệt vẫn là tinh đậu. Nếu tuần triệt không chiếu thì lý thuyết tuần triệt gỡ nhau từ đâu mà ra? Nếu tuần triệt đóng cùng vị trí mà tháo gỡ lẫn nhau thì các sát bại tinh khác đóng cùng vị trí cũng sẽ có đặc tính này. Thế cho nên là tôi nghĩ là tuần triệt tháo gỡ cũng có ý đúng mà cũng có ý sai. Một số các sát bại tinh đóng cùng nhau tháo gỡ được, ví dụ như bộ tứ bại không kiếp hình diêu, các bạn có thể để ý. Hay bộ hung tinh đắc cách lục bộ hình hổ cái mã phượng long, bộ này cũng là một bộ hung tinh, đúng không? Nhưng mà khi nó đóng đủ bộ thì nó lại thành tốt và nó tháo gỡ nhau. Vậy thì tuần triệt nếu nó xung chiếu được thì tại sao nó lại không thể tháo gỡ được? Tôi nghĩ là nó có thể tháo gỡ được, nhưng ở một vị trí nào đó mà nó đắc cách, nó vào đúng bộ nhá. Theo như nhà nghiên cứu này thì tuần triệt không phải là tinh đầu mà là một cửa ngõ. Nói theo như thiên tướng thì tuần trung theo đây không phải là thiên tướng mà tôi viết nhầm, đây là cụ Thiên Lương. Theo như cụ Thiên Lương thì tuần trung và triệt lộ là một khoảng không gian. Nó có khả năng bao trùm lên hai cung và thay đổi đặc tính của các sao tọa thủ trong hai cung đó. Thay đổi đặc tính chứ nó không phải thay đổi tính chất nha. Nó chỉ thay đổi là xấu giảm xấu, tốt giảm tốt thôi. Còn tính chất nó không thay đổi. Sự thay đổi hay cải hóa của tuần triệt trên các sao chỉ có tính cách tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đúng rồi, cái này thì tôi nghĩ là hợp lý. Khả năng tuần triệt không dừng lại ở các tinh đầu mà còn ảnh hưởng trên cả âm dương ngũ hành của cung bị tuần triệt đóng. Ở đây có một ví dụ như sau. Tham lang hãm địa tại cung Tý ngộ triệt sẽ bị cải hóa trở thành ngay thẳng.
chứ Tuần Triệt không có khả năng biến Tham Lang trở nên miếu địa được. Tại vì Tham Lang ở cung Tý là phiếm thủy đào hoa là hãm địa đúng không? Không thể Tuần Triệt thì Tuần Triệt không thể biến Tham Lang từ hãm địa thành miếu miếu vượng được đúng không nhỉ? Trường hợp ngoại lệ của Tuần Triệt là có một số sao không bị ảnh hưởng và bị cải hóa của Tuần Triệt. Đó là một số sao Phúc Thiện Tinh như Hóa Khoa, Thiên Quan Thiên Phúc, Ân Quan Thiên Quý vân vân. Một số sao này không bị ảnh hưởng của Tuần Triệt là dù nó có đóng ở đấy thì các sao đấy vẫn tốt. Tốt vẫn tốt, chiếu vẫn chiếu được. Tuần Triệt không ảnh hưởng đến các sao đó. Đó thì các bạn phải chú ý. Đấy là một số những trường hợp ngoại lệ. Những yếu tố căn bản của cách thế Tuần Triệt gỡ. Mệnh có Tuần hay Triệt, đại hạn gặp Tuần Triệt thì được coi cách là Tuần Triệt gỡ ra. Khi Tuần Triệt đóng vào cùng một chỗ thì cường độ mạnh mẽ lên chứ không gỡ lẫn nhau. Đây là cái quan trọng. Có nghĩa là mệnh đến, các bạn hiểu như thế này, khi gỡ nhau là gì? Mệnh có Tuần, đến đại vận có Triệt thì là tốt lên. Nó tháo cái Triệt đấy ra. Có thể là không tốt lên nếu mà trong cái đại vận đấy nhiều hung cát tinh. Còn nếu đại vận đó nhiều cát tinh, bình thường gặp Triệt thì là xấu đi đúng không? Mệnh Tuần đến Triệt hoặc mệnh Triệt đến đến Tuần thì là nó tháo cái đấy ra. Và khi tháo ra thì các bạn luận như bình thường, coi như là không có có nó. Xấu thì xấu, tốt thì tốt, phụ thuộc vào tùy từng lá số. Đây. Không phải lúc nào Tuần Triệt gỡ cũng tốt. Triệt thì được ăn theo thiên can, Tuần thì ăn theo địa chi, nên Triệt sẽ có ảnh hưởng tại các mạnh tại các cung dương và yếu hơn tại các cung âm. Cũng thế Tuần sẽ tác động mạnh tại các cung âm và yếu hơn tại các cung dương. Theo cùng một chiều hướng lập luận thì Tuần Triệt tháo gỡ thì hai cung Ngộ Triệt sẽ được gỡ mạnh tại cung dương và gỡ yếu hơn tại cung âm. Còn hai cung Ngộ Tuần thì cung âm được gỡ mạnh hơn cung dương. Điều quan trọng là phải minh xét xem cẩn thận các tinh đầu ở trong đó là gỡ tốt hay là gỡ xấu. Thì cái này tôi đã nói ở phía trên rồi. Thì chúng ta phải xem là nếu nó gỡ ra thì nó là tốt hay nó là xấu. Ví dụ như gỡ ra mà gặp chính tinh lạc hãm thì là xấu. Còn gỡ ra mà gặp chính tinh miếu vượng thì nó lại là tốt. Đó, ví dụ thế. Ngũ hành của Tuần Triệt. Triệt ngũ hành kim đối thủy, còn Tuần là ngũ hành hỏa đối mộc. Cái này có vẻ như là hơi giống với cả cụ Thiên Lương một chút. Nhưng cụ Thiên Lương chỉ nói là kim không đối gì cả. Triệt là kim, còn Tuần là hỏa. Còn đây là Tuần Triệt này là đối. Theo nhà nghiên cứu Trần Nhật Thành thì Triệt thì là kim đối thủy, còn Tuần thì là hỏa đối mộc. Ý nghĩa Triệt là phân tách chém thành từng mảnh, còn Tuần là vây hãm, tác dụng làm kìm hãm, ngăn chặn, cản trở. Cường độ ảnh hưởng của Tuần Triệt lên các cung thì Triệt tại các cung kim và Tuần tại cung mộc và hỏa thì có các tác động mạnh hơn các nơi khác. Thì cái này tôi cũng đồng tình, đồng ý với tác giả nhá. Là tỷ lệ ảnh hưởng của Tuần Triệt trên các cung thì như sau. Tuần Triệt thì luôn luôn án ngữ tại hai cung rồi, cái này thì bạn nào cũng biết. Và cường độ ảnh hưởng của hai cung khác nhau theo nguyên tắc ước lượng như sau. Người dương, người dương thì là dương nam âm nữ nhé các bạn nhé. Dương nam âm nữ, dương nam âm nữ thì cung dương chịu ảnh hưởng nhiều hơn cung âm. Cụ thể là cung dương chịu ảnh hưởng 70%, còn cung âm chịu ảnh hưởng 30%. Người âm là âm nam dương nữ, âm nam dương nữ thì cung âm sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn cung dương. Cụ thể là cung âm chịu 80%, cung dương chịu 20%. Cái này thì bắt đầu có sự khác nhau giữa tác giả Trần Nhật Thành và cụ Thiên Lương nha. Bắt đầu có sự khác nhau, các bạn có thể so sánh lại ở trong bài 1 mà tôi đã nói. Khi bị ảnh hưởng mạnh thì ta thường nói là đương đầu, còn ảnh hưởng yếu thì nói là chặn đuôi. Thì đây là cái góc nhìn của tác giả. Cường độ ảnh hưởng của Tuần Triệt là theo thời gian như sau. Triệt ảnh hưởng mạnh mẽ trong khoảng 30 năm đầu, còn tùy theo các cục khác biệt, ví dụ như thủy nhị cục thì 32 năm. Đó rồi mộc tam cục thì là 33 năm đấy, thổ ngũ cục thì là 35 năm, ví dụ thế. Sau đó thì từ từ yếu đi nhưng không thể coi là bỏ được. Tuần thì ngược lại, nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể vào khoảng 30 năm đầu nhưng càng về sau càng mạnh hơn. Đây là cái góc nhìn của tác giả Trần Nhật Thành. Hai yếu tố trên quan trọng nhưng thường bị coi thường khi nói về Tuần Triệt, nhất là nói về việc vấn đề đại hạn. Cường độ ảnh hưởng từ yếu đến mạnh tạm được sắp xếp theo khoảng thời gian như sau. Đầu tiên, dưới 30 tuổi sẽ từ yếu đến mạnh là tăng dần nhá. Tuần chặn đuôi, Tuần đương đầu, Triệt chặn đuôi, Triệt đương đầu. Đây là dưới 30 tuổi, yếu nhất này, tăng dần, tăng dần, tăng dần. Đấy, đây là ảnh hưởng.
Và khi trên 30 tuổi thì bắt đầu yếu nhất là triệt chặn đuôi, tăng lên là triệt chặn đầu, sau đó tuần đuôi và tuần ở đầu. Đấy là cái cách sắp xếp dưới 30 tuổi và trên 30 tuổi, hoặc từ yếu đến mạnh. Trong từng hợp trên thì cũng có diễn biến động của riêng nó, bởi vì quá trình thay đổi của tuần triệt là quá trình biến đổi. Tuần thì từ từ nó mạnh lên, còn triệt thì từ từ nó sẽ giảm xuống. Như vậy thì trong trường hợp tuần chặn đuôi thì sẽ nhẹ nhất vào lúc 1 tuổi và mạnh nhất vào lúc 30 tuổi, ví dụ thế. Nhận định này thì nên được bổ sung khi các bạn luận đoán về vấn đề coi đại tiểu hạn. Tuần triệt là 2 sao, tác giả nhận định nó là sao. Có rất nhiều ảnh hưởng liệt kê và sự phân tích có thể trùng lập, nhưng mà làm sáng tỏ nhiều vấn đề hơn về tuần triệt. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của tuần triệt lên các cung trước. Thông thường ấy, thì đóng tại cung nào thì tuần triệt sẽ gây trục trặc và cho cung đó, và kể cả đương đầu hay là chặn đuôi đều có ảnh hưởng hết, trừ khi đóng tại các cung vô chính diệu. Trong trường hợp mà không có hung tinh đắc địa hoặc tại tật ách thì lại hợp cách. Cái này thì hoàn toàn đúng và có cái sự tương đồng với của cụ Nguyễn Phất Lộc. Thì đây là điểm quan trọng, bởi vì chưa cần coi các sao trong cung, người ta có thể nêu sơ lược được một vài đặc điểm trong cuộc sống, vì thông thường tuần triệt đóng tại 4 cung trong tổng số 12 cung. Đầu tiên, tuần triệt mà đương đầu thì mệnh thuở nhỏ khổ cực gian nan, nhưng nếu gặp chính tinh lạc hãm thì lại đỡ hơn. Có cái câu phú là tuần triệt đương đầu thiếu niên tân khổ, nhưng các bạn phải chú ý, nếu mà gặp chính tinh lạc hãm, khổ này là khổ có ích. Nghĩa giả sử như là thời nhỏ có thể là lao động vất vả, nhưng mà cái đấy nó sẽ là cái xúc tiến, cái kết quả, cái nguyên nhân để sau này có một cái kết quả tốt hơn. Đó. Tại thân thì lập nghiệp sẽ khó khăn ban đầu, nhưng nếu chặn đuôi thì đỡ hơn. Thân mệnh đồng cung mà gặp tuần triệt đương đầu thì coi như là sự nghiệp trước 30 tuổi phải gãy đổ, rồi bắt đầu lại từ đầu trong giai đoạn lập thân. Tuần triệt mà đóng tại cung quan ấy, thì sẽ gây trục trặc cho quan trường nghề nghiệp, lận đận, hay phải thay đổi và không bền vững, thăng giáng thì nó thất thường. Tùy theo chặn đuôi hay đương đầu và gặp tuần hay triệt mà lận đận có nhiều hay không. Vì quan trường thì có ý nghĩa là nổi bật trong giai đoạn lập thân, nên cần chú ý phân biệt giữa tuần và triệt, vì tuần có tác dụng thì mạnh mẽ hơn về hậu vận. Tuần triệt mà đóng tại cung tài thì nhiều khi là tiền bạc tụ tán, lúc có lúc không, trừ khi là vào đại vận tốt. Và thường là bị gặp khó khăn khi kiếm tiền. Tạo lập điền sản rất quan trọng cho giai đoạn lập thân khoảng sau 30. Thế cho nên là lúc đó gặp tuần thì cần nên chú ý. Dù gì đi chăng nữa mà bị tuần triệt thì hầu như khó giàu có lớn được, trừ những trường hợp vô chính diệu đúng cách, ví dụ như là vô chính diệu sau đó lại có nhật nguyệt sáng sủa chiếu, giả sử như là ở tại cung mùi, sau đó có hợi, ở cung hợi thái âm chiếu lên, và cung mão thì có thái dương thiên lương chiếu vàng, cách đấy cũng rất là hay, giàu có đấy. Tuần triệt mà đáo tại cung thiên di thì ra ngoài không lợi, nhưng mà nếu mà đi xa hẳn thì tốt, đi gần gần thì lại không hay. Tuần triệt đóng tại cung điền thì không được hưởng di sản của cha mẹ để lại, phải tự lập và thường có trục trặc trong vấn đề mua bán nhà đất điền sản. Tạo lập điền sản rất quan trọng trong giai đoạn này, nên nó gặp tuần thì phải chú ý hơn nhá. Thì cái này thì nó giống với cung tài, cung điền này nó giống cung tài. Tuần triệt đóng tại cung phúc thì khiến họ hàng thường là ly tán, không ở gần nhau, và thường là phải ly hương, có những người là phải đi xa trong họ hàng, có những người đi xa, không phải là mình trong họ hàng. Tuần triệt đóng tại cung phu thê thì thường là gây trục trặc cho tình duyên hôn nhân, như kiểu có thể là tình đầu tan vỡ, hoặc là lập gia đình muộn, hoặc là lập gia đình quá sớm. Gia đạo thông thường là bất hòa trục trặc, dễ đưa đến chia ly, hoặc là yếu tố đưa đến như kiểu vợ chồng không cùng chung chí hướng. Cung phu thê mà xấu xa mờ ám thì nên gặp tuần triệt. Vì tuần triệt thì gặp tuần hơn gặp triệt, tôi xin lỗi. Vì gặp tuần thì về sau gia đạo dễ hạnh phúc hơn triệt. Cung phu thê mà đẹp đẽ mà gặp triệt thì tuy có trục trặc ban đầu, nhưng về sau vợ chồng cũng vẫn sống với nhau rất tốt được. Nhất là cần âm dương, phải miếu vượng. Tuần triệt mà đóng tại cung nô thì bạn bè và người giúp việc lúc tụ lúc tán, thông thường là không bền. Tuần triệt mà đóng tại cung tử tức thì gây trục trặc cho vấn đề con cái, có thể là xấu thì không có con, muộn con, hoặc là sinh con đầu lòng thì khó nuôi, con không hợp với cha mẹ. Tuần triệt mà đóng tại cung bào thì có thể anh chị em trưởng dễ là chết sớm, nhất là gặp mà
cung huynh đệ lại gặp thiên lương, gặp triệt, thiên lương miếu vượng gặp triệt thì dòng trưởng xấu ấy, anh chị trưởng sẽ dễ chết sớm hoặc là cô đơn, hoặc là không gần nhau, hoặc là dễ là không hòa thuận được. Tuần triệt mà đóng tại cung tận ách thì kể cả đương đầu hay là vuốt đuôi thì đều là suốt đời mạnh khỏe cả, ít bệnh tật, ít tai họa, tránh được tai họa từ các sao kỵ tuần triệt như tránh được cái tai họa. Nhưng mà có một số các sao kỵ tuần triệt, giả sử như thiên tướng, tướng quân thì lại tai họa lại lớn và đưa đến cái chết bất ngờ nhanh chóng. Cái này các bạn phải luận ngược lại nhá. Tuần triệt mà đóng tại cung phụ mẫu thì ly hương mới dễ làm ăn hơn là gần cha mẹ, không hợp cha mẹ đâu, dễ là sớm xa cách. Và nhất là cung tuần triệt này mà gặp cung phụ mẫu lại có thất sát hãm, gặp triệt thì dễ là bố mẹ còn mất sớm. Cung phụ mẫu là ảnh hưởng cho giai đoạn thiếu niên nên gặp triệt thì nó sẽ có cái sự khác biệt gặp tuần, tại vì lúc đó triệt nó đang mạnh mẽ nhá. Tuần triệt mà đóng tại cung hạn thì phải có khó khăn trong hạn đó, nhưng phải xem xét kỹ thời gian và tỷ lệ ảnh hưởng. Ví dụ như là triệt thì ảnh hưởng thời tiền vận, còn tuần ảnh hưởng nhiều trung vận. Trường hợp tuần triệt đồng cung thì ảnh hưởng coi như liên tục và nhiều lên. Nếu vậy thì tuần triệt đồng cung tại cung phối, tại cung phối hoặc là cung tử tức thì là một bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Tại điền, cung điền, cung quan, cung tài thì là sự gây dựng sự nghiệp khó khăn. Và tại cung phụ, cung phúc thì thường là ly hương và thông thường là không có sự trợ giúp của gia đình dòng họ. Ảnh hưởng của tuần triệt đối với các sao thì sao? Sự sinh khắc ngũ hành giữa tuần triệt với ảnh hưởng của các sao chính tinh tọa thủ hoặc hung tinh hoặc bàng tinh hoặc cát tinh ở đó thì chúng ta sẽ lấy hành của tuần triệt làm chủ. Thì có thể nói rằng như sau nhé. Nhìn chung ấy thì các sao hành kim, hỏa và mộc bị ảnh hưởng rất nặng. Và ảnh hưởng của các sao hành mộc thì ảnh hưởng của triệt thì mạnh hơn tuần, vì triệt kim khắc mộc, trong khi đó mộc thì sinh tuần hỏa, và hành kim chịu ảnh hưởng của tuần nhiều hơn vì tuần là hỏa khắc kim, trong khi đó kim và kim đồng hành. Hành thủy thì ít bị ảnh hưởng hơn vì triệt kim sinh thủy và thủy khắc hỏa tuần. Hành thổ thì bị ảnh hưởng ít nhất vì tuần là hỏa sinh thổ và thổ sinh triệt kim. Cái này thì cũng có các bạn phải để ý, cũng có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như thiên phủ là thổ, tử vi gặp thổ, gặp tuần triệt vẫn xấu. Thiên tướng là thủy, gặp triệt là kim. Mặc dù thì kim nó sinh thủy nhưng lại cực kỳ xấu. Đấy, nó là có một số những trường hợp đặc biệt. Như vậy nếu mà xét trên phương diện ngũ hành thì các sao hành thổ như tả hữu thiên quý, lộc tồn, hóa lộc, thiên phúc, thiên quý, tam thai, bát tọa, tam thai, xin lỗi, ảnh hưởng của tuần triệt ít. Các sao hành thủy như hóa khoa, văn xương, hóa kỵ, long trì, song hao, hồng loan, bát tọa thì ảnh hưởng của tuần triệt là ít hơn. Các sao hành mộc, kim, hỏa như kình đà, không kiếp, linh hỏa, thiên không, thiên hình, kiếp sát, tăng môn, bạch hổ, đào hoa, khôi, việt, hóa quyền, thiên mã, phượng các, ân quang, cô quả, thiên quan thì chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sao tuần triệt. Ảnh hưởng của tuần triệt đối với các tinh đầu, đối với các chính tinh thì bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thì bị ảnh hưởng mạnh hơn bởi các phụ tinh, tại vì thông thường là cái gì mạnh mẽ thì lại càng bị ảnh hưởng nhiều bởi tuần triệt, thế nó lại hay. Thế cho nên là bộ sát tham sẽ ảnh hưởng mạnh nhất, và sát phá liêm tham là ảnh hưởng còn gọi là mạnh mẽ hơn. Nhưng thực ra sát phá liêm tham là giao hội giữa hai bộ sát phá tham và tử vũ liêm, và khi giao hội giữa hai bộ này thông thường là nó hãm địa, vì hai bộ này nó xung đột với nhau, cho nên là bộ sát phá liêm tham là ảnh hưởng, được coi là ảnh hưởng nhiều nhất đấy. Về tính chất hung sát như bại tinh, như sát phá liêm tham này, không kiếp, kình đà, linh hỏa, kiếp sát, thiên không các thứ, và tài tinh như vũ khúc, thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, quý tinh, quyền tinh như thiên tướng, hóa quyền, quốc ấn, đào hoa tinh hay dâm tinh như đào hồng, diêu thai thì ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các tinh đầu khác, và nó ảnh hưởng bởi các phúc diện tinh rất lớn, ví dụ quang quý, quan phúc, trợ tinh như tả hữu, bại tinh như song hào, tăng hộ, khốc hư. Tuần triệt thì không làm thay đổi tính chất của các hung tinh và cát tinh, như biến hung thành cát, biến cát thành hung, nhưng nó làm thay đổi cường độ của sao đó, sự sáng tối của sao, tức là đặc tính về đặc và hãm, chứ nó không làm thay đổi tính chất nhá.
càng hãm thì càng bị ảnh hưởng nhiều, và càng đắt thì càng bị ảnh hưởng ít. Các trường hợp đặc biệt: thiên tướng và tướng quân tối kỵ gặp tuần hay triệt, cho dù là đắc hay hãm. Thiên khô thì kỵ tuần hơn, kỵ triệt hơn tuần, nhưng cần phối hợp với các yếu tố khác khi luận đoán. Thiên tướng, tướng quân, triệt, kể cả chặn đầu hay vớt đuôi đều xấu cả, xấu như nhau nhá, nhưng chặn đầu thì xấu hơn. Nhật nguyệt đắc hãm gặp tuần triệt thì sáng lên, gặp tuần hay hơn gặp triệt. Đây là nhật nguyệt hãm chứ không phải là đắc hãm. Nhật nguyệt miếu vượng gặp tuần triệt thì tối lại. Cự cơ tí ngọ thì cần tuần triệt. Thiên phủ kỵ tuần hơn kỵ triệt, vì tuần ví như kho rỗng, gặp triệt thì hao hụt thôi, tại vì triệt nó ảnh hưởng không thời gian không quá dài, nó có thể phục hồi được. Ảnh hưởng của tuần triệt về vấn đề miếu hãm: sao đắc miếu vượng gặp tuần triệt thì giảm hoặc là mất ý nghĩa tốt đẹp, đôi khi trở thành hãm nhá. Còn sao lạc hãm thì ngược lại. Sao hãm địa gặp tuần triệt thì lại bớt xấu hoặc trở thành tốt, phản vi kỷ cách, đặc biệt là bộ sát phá liêm tam hãm, nhưng mà phải trải qua gian nan thì mới tốt được, có nghĩa là vẫn vất vả, vẫn có sự vất vả. Quá trình thay đổi ảnh hưởng từ xấu qua tốt hoặc ngược lại quá trình ảnh hưởng nên một sao, dù là sáng lại hay như thế nào đó do ảnh hưởng của tuần triệt thì cũng không toàn vẹn như một sao bản chất của nó là tốt, là đắc địa và sáng sủa nhá. Và kể cả một sao bị xấu đi do ảnh hưởng của tuần triệt cũng không xấu như một sao bản chất của nó là lạc hãm. Ví dụ âm dương miếu vượng gặp tuần triệt thì tối đi, nhưng nó cũng không tối như âm dương lạc hãm đó. Các bạn nhớ vấn đề đề đấy. Ảnh hưởng đến các cung tam hợp và xung chiếu của tuần triệt ra sao? Tuần triệt chỉ có ảnh hưởng gián tiếp đến các cung tam hợp xung chiếu mà thôi. Sao tại cung bị tuần triệt án ngữ, bị thay đổi tính chất nên khi chiếu về các cung khác thì cũng các cung khác không bị tuần triệt, nhưng vì cái cung mà nó có tuần triệt nó bị thay đổi, nó chiếu về cho nên tính chất nó bị ảnh hưởng nhá, chứ không phải là cung chiếu đó bị ảnh hưởng bởi tuần triệt. Cách vô chính diệu có tuần triệt chiếu thì để nói về vấn đề các cung tam hợp chiếu mà thôi. Triệt thì có tác dụng cản trở tất cả các hung tinh chiếu về bản cung, cho nên nó không sợ nguy hiểm do các sao này gây ra. Ví dụ tam phương mà nhiều các sao xấu thì không phải lo nhá. Tam phương xung sát hạnh nhất triệt nhi khả bằng. Đấy có nghĩa là tam phương mà nhiều sát tinh thì tốt nhất là có triệt nó đứng ở giữa để nó cân bằng. Tuần thì cản không được mạnh nên vẫn còn bị nguy hiểm phần nào. Tại bản cung mà có chính phụ tinh hãm địa, nếu bị triệt án ngữ thì cũng không đáng lo ngại và họa hại do chính phụ tinh hãm địa này gây ra. Còn nếu chính phụ tinh sáng sủa thì tùy trường hợp luận đoán mà sử dụng các nguyên tắc ở trên. Tuần triệt tại cung vô chính chính diệu thì tốt nhá. Phần tiếp theo là tuần triệt tháo gỡ như thế nào. Đây là quan niệm của cụ Thiên Lương. Tôi lại nói lại: mệnh tuần hay triệt, đến đại hạn gặp tuần triệt thì tháo gỡ ảnh hưởng của tuần triệt, có nghĩa là coi như không tính. Tuần triệt gặp sao lưu thì vẫn tính như bình thường. Tuần triệt đồng cung tại tiểu hạn gặp lưu triệt thì ảnh hưởng của tuần triệt đồng cung sẽ bị giảm đi. Triệt tại tiểu hạn gặp lưu triệt thì ảnh hưởng của triệt tăng lên. Tuần tại tiểu hạn gặp lưu triệt thì ảnh hưởng của tuần bị giảm đi. Tóm lại, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ, mọi tinh đầu đắc vượng miếu không nên bị tuần triệt án ngữ. Tinh đầu hãm địa rất cần tuần triệt giải cứu cái xấu. Khi bị tuần triệt án ngữ cần chú ý là tuần triệt đương đầu hay chặn đuôi, và để ý vấn đề thời gian. Cái này đã nói ở trên rất là nhiều lần rồi. Khi chính tinh sáng sủa hợp mệnh, sao sinh mệnh đồng hành thì không nên bị tuần triệt đưa đến cách phá cách nặng. Ví dụ như cung sinh sao, sao sinh mệnh gặp tuần triệt thì càng xấu. Cái này đã nói rồi nhá. Trường hợp chính tinh lạc hãm khắc mệnh thì cần được tuần triệt án ngữ. Trường hợp này lại hay hơn là được chính tinh lạc hãm hợp mệnh và tuần triệt. Nói chung là càng xấu ở vị trí gặp tuần triệt thì càng tốt. Được chưa? Và tôi đã đưa cho các bạn một vài ví dụ ở đây. Các bạn có thể xem.
đọc mà xem. Đây, giả sử thiên cơ là mộc nhé, thiên lương là mộc, miếu địa thì rất kỵ tuần triệt vì hành mộc mà, đúng không? Nhưng là phúc tinh nên cũng đỡ lo ngại, kỵ triệt hơn kỵ tuần. Tuổi trẻ gặp tuần chặn đuôi thì cũng không sao, vẫn tốt. Thiên cơ, thiên lương, mộc, hãm địa rất cần tuần triệt. Đấy, các bạn chú ý bộ cơ lương, hãm địa. Thái âm sáng sủa gặp tuần triệt thì đỡ hơn ảnh hưởng so với thái dương sáng sủa, tại vì do thái âm nó là hành thủy. Sát phá lương tham hãm địa rất cần tuần triệt vì là hành kim, hỏa mộc và là hung sát tinh. Sát phá lương tham đắc vượng, miếu vượng thì kỵ gặp tuần triệt vì là hung tinh, hành kim, hỏa mộc, nhất là thất sát và tham lam. Còn phá quân thì đỡ hơn do ảnh hưởng của phá quân là hành thủy. Liêm tham tị hợi hãm địa gặp tuần triệt rất tốt, giảm thiểu được nhiều tai họa tù tội. Thiên đồng thủy đắc vượng ở miếu cung không sợ tuần triệt lắm vì phúc tinh hành thủy, hãm thì lại rất cần tuần triệt nhé. Vũ khúc hành kim đắc vượng thì kỵ tuần triệt vì là tài tinh hành kim. Không kiếp tang hổ đắc thì không nên gặp tuần triệt vì là hung tinh đắc địa hành hỏa kim mộc, mất hết sự ảnh hưởng hay và đẹp. Cự cơ mão dậu gặp song hao là phú cách, nhưng gặp tuần triệt thì là phá cách. Thì đây là một số ví dụ liên quan đến các cái cách gặp tuần triệt tốt hay không. Và cái vấn đề cuối cùng là tôi muốn gửi đến các bạn một số các câu phú liên quan đến tuần triệt. Cái câu phú này thì áp dụng cho những cái bạn mà học tốt tốt rồi, tử vi hiểu rồi, thì có những cái câu phú này để cho các bạn nghiệm lý thêm. Đây. Mệnh triệt thân tuần, tu cần vô hữu chính tinh, vãn niên vạn sự hoàn thành khả đãi. Nghĩa là nếu mà mệnh có triệt tuần, án ngữ ấy, mệnh triệt thân tuần ấy, thì không nên, thì phải cung mệnh và cung thân phải vô chính diệu thì nó mới hay. Thì về già thì sẽ được an nhàn sung sướng và gia tăng tuổi thọ. Còn nếu mệnh triệt thân tuần mà hai cái cung đấy lại có chính tinh, có nghĩa là bình thường ấy, thì xấu. Mệnh tuần thân triệt, hỷ đắc vân đoàn tương hội, phú quý văn tài cách trung niên. Nếu mệnh có tuần này, thân có triệt này, lại vô chính diệu mà gặp được những văn tinh như Khôi Việt, Xương Khúc, Long Phượng, thì đây là người có văn tài, học vấn, và khi có tuổi rồi nhá, phải về già được an nhàn phú quý. Đấy, ví dụ thế. Đây, hay mệnh tuần thân triệt, tối cần cơ nguyệt, đồng lương, miếu vượng, phú quý vinh hoa đến vãn niên. Mệnh có tuần, thân có triệt, án ngữ là cần có bộ cơ nguyệt đồng lương sáng sủa tốt đẹp, chiếu về hội họp thì cuộc đời mới được xứng nghĩa toại lòng, nhất là khi về già thì mới được an nhàn và sung sướng. Hoặc là câu phú phúc vô chính diệu, tu cần không tú, kỵ ngộ triệt tinh. Cung phúc mà vô chính diệu rất cần sao tuần, nhưng mà lại kỵ sao triệt. Phúc tại tí cung, đồng âm kiếp tử, triệt tuần xâm, hữu học vô lương, tiển hiệu cách. Là cung phúc tại tí ấy, mà có các sao, tại tí có bộ thiên đồng thái âm đồng cung ấy, mà gặp kiếp và gặp sao tử, mà lại còn gặp thêm tuần triệt, thì người số là học có tài nhưng bất thành danh, và thông thường là bất chính, thường là đa hư hiểu thực, tiểu thực, nghĩa là hay chém gió, tuổi thọ không cao. Đấy, ví dụ thế. Và có, nói chung là có rất nhiều những cái câu phú liên quan đến tuần triệt nữa. Ở đây của tôi đưa cho các bạn khoảng 5 trang câu phú. Nếu mà ngồi đọc thì cũng khá lâu, nhưng mà nói chung là cái vấn đề về tuần triệt sau 2 bài nó rơi vào khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Và cái này tôi đúc kết ra nhẹ nhàng nó khoảng 30 trang giấy. Thì đây mới là kiến thức đúc kết của một vài các nhà nghiên cứu nổi tiếng và những thứ tôi có thể đọc được về tuần triệt. Tất nhiên là nó sẽ rơi vào khoảng 4, nếu mà chi tiết ra nó sẽ rơi vào khoảng 4 đến 50 trang. Thì cái này những cái bạn nào mà học trong khóa học của tôi thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn chi tiết, rất chi tiết. Còn chia sẻ cho các bạn ở trên YouTube thì tôi cũng chia sẻ rất là hết lòng tất cả những gì mà tôi cảm thấy là các bạn cần thiết, các bạn những thông tin cần thiết về tuần triệt mà các bạn nên so sánh, nên sở hữu, nên để cái vấn đề học tử vi một cách tốt hơn. Rồi thì đây là kết thúc phần 2. Thì các bạn đã thấy là vấn đề mà triệt tháo gỡ rồi các chi tiết liên quan đến tuần triệt nó như thế nào. Thì hy vọng là sau 2 bài về tuần triệt thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái vấn đề này. Và chúc các bạn có sự học tử vi một cách ngày càng tinh tấn. Rồi,
Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và chia sẻ cho tôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.